Dạ con kính chào bác Nguyễn Nhân cùng với ban quản trị ạ. Dạ kính thưa bác, con có một số câu hỏi xin bác vui lòng giải đáp giúp con ạ. Dạ thưa bác, sự giác ngộ của loài người được chư Phật lập trình nên. Vậy sự mê tín có được lập trình giống như vậy hay không? Và ai là người lập trình nó? Và cái sự mê tín này có ý nghĩa gì đối với cái chu kỳ thành trụ hoại diệt 10.000 năm của trái đất ạ? Thế đất này thì nói đúng ra đó, nó không có chánh tín mà nó chỉ có mê tín thôi. Vì sao? Vì nó theo cái quy luật vật lý thành trụ hoại diệt. Thành trụ hoại diệt đây mình hiểu nó thì mới hiểu. Mà trước khi mà Thiền Tông chưa ra đời, người ta hoàn toàn mê tín. Từ nhỏ đến lớn hoàn toàn mê tín. Khi Thiền Tông người ta ra đời rồi người ta mới phân tích, thấy không? Thiền Tông ra đời mới phân tích là ngũ thú tập cư. Chứ còn nếu mà trước khi chưa ai dám phân tích cái trái đất này là ngũ thú tập cư. Vì nhờ cái ngũ thú tập cư này mà nó điều chỉnh toàn bộ cái trí khôn con người lại. Đây là cái luật của trong thế giới vật lý này. Nó là cái quy trình của nó là vậy. Còn cái mà của cái chánh đạo đi ra đó thì nó rất khó khăn. Bởi vì cái chánh đạo nó đi ra thì nó đi ra giữa trong cái hôn mê. Mà nó phải len lỏi nó đi, chứ không phải là muốn đi đi đi. Mà đợi khi con người mà cái trí khôn người ta lên cao, ta mới chấp nhận được này. Vì cái Thiền Tông ra đời nói thì nó giải thích là nó phải chứng minh. Chứ ngày tất cả các tôn giáo, các đạo giáo hoàn toàn giải thích không chứng minh. Không chứng minh, không dám chứng minh. Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải thích và chứng minh thôi. Mà chứng minh thì phải khoa học đi trước thì người ta mới chứng minh theo cái khoa học. Chứ sự thật khoa học đi sau cái hiểu biết của ông Phật. Mà nhưng mà cái đạo Phật Thiền Tông mà sống được thì phải đi theo cái chứng minh của khoa học. Đó, nó là cái công thức nó là vậy, thành ra chứ không phải là cái nào trước nào sau hết, nhưng mà nó đi theo cái quy trình của nó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, hành vi nào được xem là sự thể hiện mê tín cao nhất ạ? Cao nhất là gọi là cuồng tín. Chứ mê tín mà nó nặng quá thành là cuồng tín. Cuồng tín là tin không cần suy nghĩ. Mà không cần suy nghĩ mà ai nói gì cũng làm, ai bảo gì cũng làm, gọi là cuồng tín. Cái đó là căn bản nặng nhất của cái người mê tín là cái chỗ đó đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Đức Phật đã giải thích thế nào là chánh tín và thế nào là mê tín trong đạo Phật. Vậy thì đối với các đạo khác như là đạo thần, đạo tiên và đạo thánh thì chánh tín và mê tín được giải thích như thế nào ạ? Chánh tín là đúng theo, còn mê tín là sai. Chánh tín là đúng, mê tín là sai. Ví dụ đạo thần người ta nói ta tu để thành thần, người ta chánh tín chứ sao rồi mê tín được. Còn có cái đạo thánh người ta tu để lên trời ở thì đúng chứ làm sao phải được. Nhưng mà nếu mà nói lên trời ở sống đời đời nó sai, sai chỗ này. Bởi vì đây là người ta không có hiểu cái tam giới. Tất cả tôn giáo bây giờ nó không hiểu cái tam giới. Chỉ có cái đạo Phật mới nói được cái tam giới thôi. Có nghĩa là anh muốn giải thoát thì phải ra khỏi tam giới mới giải thoát được. Mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật mới độc tôn về giải thoát thôi. Trên thế gian không có cái đạo thứ hai. Chỉ có đạo Phật Thiền Tông mới dạy giải thoát thôi. Kể cả còn đạo Phật mấy pháp môn khác cũng là trong luân hồi thôi. Chứ không thoát ra được cái quy luật này. Thí dụ con tu để thành lên trời. Là nếu con tu đúng theo cái giáo lý của cái đạo trời thì con là chánh tín. Còn mê tín lên trên trời mà con làm này kia sai là gọi là mê tín. Thấy không? Vì thế mà bắt buộc tất cả các tôn giáo anh tu đạo anh phải có cái giáo lý. Con suy nghĩ là không có cái đạo nào mà không giáo lý hết. Thấy không? Nhưng mà có nhiều người có giáo lý mà người ta không xài. Chứ đạo nào cũng phải có giáo lý. Một vị giáo chủ lập ra đạo đều hoàn toàn có giáo lý hết. Nhưng mà thế hệ sau người ta không xài thôi, chứ đạo nào cũng có. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác có lần giải thích với chúng con là những người tu theo đạo thánh sẽ không giải thoát được. Xin bác giải thích cho con biết là tại sao tu theo đạo thánh lại không giải thoát được. Tu theo đạo thánh là tu như thế nào và được kết quả như thế nào ạ? Bây giờ con cất nhà thì thành cái nhà phải không? Tu đạo thánh thì thành thánh. Thành thánh là hạnh gì?
thành cái ông hiển linh. Thành cái hiển linh thì để gì? Con sử dụng cái phép hiển linh để con sử dụng thì làm sao giải thoát? Bây giờ con mà là tu bất cứ gì mà ở trong cái tam giới này nó phải theo quy luật của tam giới chứ nó không đi ra được. Thấy không? Muốn giải thoát thì phải đi ra ngoài cái quy luật tam giới mới gọi là giải thoát được. Vì thế mà tôi nói không phải đạo thánh không. Bất cứ đạo nào trong trái đất này tu không biết đường giải thoát là phải ở trong trái đất này hoài hoặc tam giới này hoài chứ không đi ra ngoài được. Đó, đây là khẳng định Đức Phật nói là nếu anh muốn ra ngoài cái quy luật vật lý này thì anh đi tìm con đường đi ra. Còn nếu mà ở trong này thì ta thành chứ không phải là không. Bây giờ tôi tu đạo tiên, tôi muốn thành tiên sung sướng thì ta thành tiên rồi. Nói vậy sao mê tín được? Không mê tín mà ta thích sung sướng thành tiên. Rồi ta muốn thích sung sướng lên trời thì làm sao mà mê tín được? Thấy không? Trong trái đất này làm được cái gì, muốn cái gì đều có cái nấy, mà không phải có cái công thức của nó. Công thức chính là cái giáo lý của nó đó. Còn muốn đi ra ngoài giải thoát thì duy nhất chỉ có Phật, đạo Phật mà cái đạo Thiền Tông mới nói chữ giải thoát này thôi. Còn tất cả như tiểu thừa, trung thừa, đại thừa hoàn toàn không dám nói cái đề cập cái giải thoát này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, những người mà họ tu theo đạo thánh họ biết rằng là không thể giải thoát được. Vậy họ phải làm sao để họ dứt ra được sự ràng buộc của luật thánh để họ có thể giác ngộ và giải thoát ? Bây giờ con suy nghĩ nè. Con vô một cái xí nghiệp nào mà con làm việc rồi, con lãnh lương rồi đó, con có thể nào con ra được không? Muốn ra đâu phải đi chuyện đơn giản đâu. Bây giờ trên thế giới này, chú thí dụ thế này, con có thể con dám ra không? Giờ con đang ngồi trên máy bay, nó đang bay. Giờ tôi không muốn ra, tôi không muốn ở trong máy bay nữa, con dám ra không? Con nhảy ra con chết liền tại chỗ. Trong thế giới vật lý này mà con không hiểu mà con ra là con chết. Vì thế mà trong thế giới vật lý này con muốn đi ra thì con phải trên máy bay. Con muốn chạy ra thì con phải đeo cái dù. Nhảy ra thì cái dù rớt xuống từ từ con ấy, còn con không có cái dù đeo ấy. Rớt xuống con chết liền tại chỗ. Còn cái Thiền Tông này nè, con theo cái thế giới vật lý rồi mà con muốn ra thì phải con trang bị cái Thiền Tông này. Thì con ra con không ngờ, con không bị chết. Còn nếu mà đi ra mà bao nhiêu cái tiếng nói bên ngoài, cái tưởng của người ta, ta nói con cũng điên luôn á. Thấy không? Muốn đi ra cái này thì phải trang bị bằng cái giáo lý của cái Thiền Tông thì con mới dám ra. Con đang tu bất cứ đạo nào, nắm được cái giáo lý Thiền Tông, con muốn ra phải nương theo cái giáo lý này con mới dám ra. Còn bằng không con cái giáo lý này con đừng có mong ra. Con ra thì nó thế nhau con chứ con chịu không nổi đâu. Ba ngày con sẽ loạn á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, hiện nay có nhiều người cũng tu theo đạo Phật, hình tướng là tu theo đạo Phật, nhưng mà trên thực tế là họ tu theo đạo thần hoặc đạo thánh. Thưa bác, tại sao họ lại ngộ nhận giữa việc tu theo đạo thánh, đạo thần và đạo Phật như vậy ? Vì cái đạo Thiền Tông mới ra đây thôi, mới công bố ra 2017 thôi, chứ trước đâu có biết giải thoát này. Người ta nghe có giải thoát nhưng không hiểu. Vì thế mà ta tưởng tất cả, bởi vì thành ra trong cái quyển giáo lý có đoạn này, tất cả loài người tu thế gian này là tu tưởng, không có tu theo đạo Phật chánh được mà tu tưởng thôi. Vì tại sao ta tưởng vậy? Bây giờ cái ánh sáng Thiền Tông nó bắt đầu nó đốt ra 2017, ai nắm được cái này thì mới dám bỏ cái kia. Còn nếu mà không nắm được ánh sáng Thiền Tông thì không, hoàn toàn không dám bỏ bất cứ cái đạo nào hết. Vô cái nào là phải dính chết cái đó, thấy không? Nắm được ánh sáng Thiền Tông thì mới dám bỏ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, như thế nào thì gọi là làm đúng với quy luật vật lý, làm đúng với quy luật nhân quả ? Trên thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Nên nhớ rằng trong cái gia đình thu sướng thụ tùy, chồng nói vợ phải nghe thì cái gia đình mới hạnh phúc. Đó là quy luật vật lý đó. Người chồng làm nặng, người vợ làm nhẹ thì đúng quy luật vật lý, chứ đừng có bắt vợ đi làm cái chuyện nặng mà ông chồng làm chuyện nhẹ, không đúng. Thế giới nó vậy. Người vợ nấu cơm, ông chồng phụ thôi chứ không có nấu. Tức thế giới nó là vậy. Thấy không? Có nghĩa là thuận với âm dương thì gọi là đúng với thế giới vật lý, phải thuận với âm dương. Còn sai âm dương thì hoàn toàn nó đi nghịch.
Nó không có đúng vậy. Nó còn suy nghĩ người đàn ông làm nặng chứ người phụ nữ không làm nặng, là phải đúng theo cái này. Đó là đúng cái thế giới vật lý của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, như vậy khái niệm việc tu sai nó có đồng nghĩa với việc là làm không đúng với quy luật vật lý và quy luật nhân quả hay không ạ? Tu sai với cái quy luật vật lý nó khác. Quy luật vật lý là nó đi theo cái cơ chế của nó. Còn tu sai là anh là cố tính nó làm, nó không có nằm ở trong cái cơ chế này. Giống như bây giờ cái bánh xe nó, trong cái hệ thống nhà máy nó có 5-7 cái bánh xe răng nó chạy, nó phải đi theo tuần tự của nó. Có rút một cái ra thì cái máy nó đứng liền, thấy không? Có đó là nó làm sai quy luật á. Còn làm sai là bên ngoài, nó không nằm trong cái cơ chế này, anh muốn làm gì làm. Tu sai là tu theo cái tưởng, mỗi người muốn tưởng kiểu gì người ta tưởng. Đó. Tưởng không cách nào đúng hết. Thế giới vật lý này nếu anh tưởng hoàn toàn không có nào đúng hết, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác nói là giáo lý đạo Phật Khoa Học Thiền Tông gồm 3 quyển. Quyển 1 là dùng để cho họ ăn cắp, quyển 2 là để nói về những vấn đề thực tế, và quyển 3 là để nói về sự thật. Dạ thưa bác cho con hỏi là giữa quyển 2 và quyển 3, tức là giữa thực tế và sự thật, nó còn có thêm một khoảng cách nữa phải không ạ? Ở giữa nó là cái gì ạ? Bây giờ đó, cái đạo Phật nó có 8 quyển chứ không phải là 6 quyển pháp môn. Nhưng đặc biệt cái quyển thứ 6 á, thì nó có chia ra là cái quyển Đạo Phật Thiền Tông. Cái quyển viết ra cơ bản để cho người ta ăn cắp. Nghe không? Ăn cắp xong rồi á, thì ăn cắp thỏa mãn người ta rồi thì mới viết là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam. Chính cái đạo này nó xuất phát tại nước Việt Nam bằng khoa học. Một cái quyển thứ 3 nữa đó là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam đặc biệt. Là cái này không ai dám nói trên thế gian này, dù anh cỡ nào cũng không dám nói. À, anh nói đó, nếu mà anh nói cái này thì hoàn toàn trái đất này nó bị quay ngược lại, mặt trời đông nó trở về tây, nên mặt trời nó sẽ mọc về hướng tây chứ nó không mọc một hướng đông. Nếu cái này mà nói ngược lại thì con thể trái đất này còn sống nổi không? Nó là đảo lộn như con không thể nào. Vì thế mà cái Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam đặc biệt không thể xuất bản được. Chết đem xuống mồ 10.000 năm ông Phật kia cũng ra ông nói vậy thôi, chứ còn không ông nào mà dám nói cái này hết. À, thành ra phải nói đặc biệt là đặc biệt của chỗ này. Giờ có hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, có người đã tuy chống đối phủ nhận những gì mà hiện nay pháp môn Thiền Tông do chùa Tân Diệu đang phổ biến ra, nhưng mà họ lại dùng kiến thức đó để mà phổ biến và truyền đạt lại với người khác, và tự nhận đó là kiến thức Phật Pháp mình có được trong quá trình tu tập các pháp môn vật lý. Dạ thưa bác, người này là người như thế nào và sẽ có nhân quả như thế nào ạ? Cái này nó thuộc về thánh. Chứ một con người bình thường không thể nào làm cái này được hết. Nhưng người ta mang một lớp thánh, người ta mới dám làm cái loại này. Có nghĩa là ta làm nó có không cần cái thế giới vật lý này. Bởi vì thánh là sao? Thánh là cái người không có nhân quả, nó phải mang cái lớp thánh mới dám làm cái này, thấy không? Còn một con người mà dù cỡ nào đi nữa, anh phải đúng theo quy luật nó thì anh không dám làm cái này đâu. Đây là xác nhận con người này là con người thánh, dám làm bất cứ thứ gì. Chứ con người bình thường không dám làm cái này. Mà cái này thì cũng không bàn sâu về chi, chỉ nói sơ thôi. Còn cái nhân quả như thế nào thì khó mà đoán ra được. Nên nhớ rằng ở trong thế giới vật lý này mà con bị cái gì tội tội này, chung thân là cao nhất cái gì. Sau đó qua cái chung thân là xuống cái tử hình, thấy không? Nhưng mà cái anh thánh này nè, nó không dính vào hai cái chuyện này, thì ảnh làm gì anh làm, kệ ảnh, thấy không? Mình không nhắc nó, kể cả mình cũng phải sợ ảnh luôn á. Bởi vì thần thực thi nhân quả còn sợ cái anh này chứ đừng nói mình. Thôi, cái người nào mà ta hiểu thì ta hiểu, ta làm cái chuyện thế gian này cái gì. Bởi vì cái Thiền Tông nó tối kỵ nhất là khi công bố ra phải công bố từ từ, rồi để xếp từ từ rồi mới trả lời cho người ta. Chứ không phải mới vô mà ào ào không được, ào ào là chết liền tại chỗ. Nắng cho từ từ cho người ta đi theo mình đi rồi bắt đầu mình mới nói cho người ta biết.
Còn ở phần này con hỏi thì nó đi sâu vào cái chuyên đề quá, thành ra cũng không dám nói, thấy không? Ta hỏi câu khác đi. Dạ thưa bác, một vị tăng hoặc một vị ni trước đây tu pháp môn vật lý, nay biết đến thiền tông đã giác ngộ và một lòng tạo công đức, nhưng mà vẫn giữ tướng là nhà tu hành trong chùa tu pháp môn vật lý, vậy vị này có thể giải thoát được không ạ? Không cách nào giải thoát được hết. Cái câu này Đức Phật ông nói là sao? Nấu cát để thành cơm. Con suy nghĩ nấu cát chừng nào thành cơm, thấy không? Nó khó. Bởi vì khi thiền tông nó ra đời thì anh phải là phải đủ cái mà cho nó rất đúng chuẩn mực của nó. Còn đi sai một cái cũng không về được đâu. Đi sai dù có công đức bao nhiêu cũng không về được, năm bảy trái đất sau cũng chưa về được nữa. Tuy là cái đời này anh làm cái chuyện đó đó, thí dụ mà chẳng hạn như anh làm con đi cướp của giết người để lấy cái tiền này con làm phước, có phước chứ không phải không, nhưng phải phước nó không thể về được, không hưởng được, nó phải đi luân hồi chừng nào hết cái nghiệp rồi con mới trở lại hưởng cái phước đó. Thì nó rất lâu. Thì cái thiền tông nó cũng vậy, vô thiền tông mà làm tầm bậy rồi thì làm tầm bậy nó có công đức có phước chứ không phải không, nhưng mà muốn hưởng hai cái này thì phải năm mười trái đất chứ không phải là một hai trái đất đâu. Thế một trái đất 1 tỷ, 10 tỷ con tính đi, con nhân lên, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong bộ sách của bác có viết rằng người muốn tạo được công đức phải đạt một trong ba điều kiện: một là đạt yếu chỉ thiền tông, hai là đạt bí mật thiền tông, ba là rơi vào bể tánh thanh tịnh. Như vậy nếu như có người nghe nói là làm như thế này hoặc làm như thế kia sẽ giúp tạo công đức nên làm theo, nhưng lại không hiểu hoặc không chịu tìm hiểu kỹ về thiền tông, thì họ có tạo được công đức không ạ? Hoàn toàn không. Vì người ta tu tưởng mà, làm sao tạo công đức được? Tu tưởng hoàn toàn không cần tạo công đức được. Bởi vì thành ra cái quặng vàng á, thì con đãi ra nó ra vàng, còn cái quặng sắt á, con đãi ra vàng sao được? Không cách nào mà quặng vàng mà lại ra quặng sắt được, phải không? Đãi quặng vàng ra vàng, đãi quặng sắt ra sắt, nó khác hẳn. Còn người ta nói được cái này được kia là người ta tưởng thôi, chứ không có đúng đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong cuốn các câu hỏi về Thiền Tông quyển 2, tại câu hỏi của ông La Ngọc Lâm về việc khi chết bất đắc kỳ tử, tâm vật lý có còn sáng suốt để biết đường vào bảy tánh thanh tịnh hay không? Bác trả lời rằng Đức Phật dạy lúc nào tâm vật lý cũng phải thấy và biết trong trung ấm thân của mình mang theo 4 khối: khối công đức, phước đức, ác đức và khối mơ tưởng. Thưa bác, khối mơ tưởng này có phải là nguyên nhân khiến cho các trung ấm thân bị cuốn hút để đi vào cõi cô hồn không ạ? Đúng rồi, mơ tưởng này là cái cõi cái tưởng đó. Vì thế mà khi mà ta truyền thiền, ta bây giờ ta nói cho là phải cái pháp trần nó hiển ra để nó xóa đi mấy cái kia. Bây giờ chỉ đi trên lộ trình thì con chỉ cần cái gì? Cái lộ trình nó là pháp trần. Chứ còn cái chất gì mà chở trong xe khỏi cần, khỏi cần nhớ đó. Bởi vì nó vô trung tâm nhận hờn, cái gì mà của thế giới vật lý này trả về thế giới vật lý hết. Cái chỉ có công đức và tánh Phật về thôi. Bởi vì trong lúc mà con chạy xe, con chỉ cần hiểu đường thôi, thông đường thôi. Còn cái chuyện chở trên xe kể đó, bỏ đi. Chừng nào vô có chỗ mà gạn lọc rồi thì cái nào xài được đem về, xài không được trả lại cho thế giới này, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong bài kệ truyền thiền, ngoài tính chất là nghi lễ khi truyền thiền, nó còn có ý nghĩa nào đặc biệt nữa hay không đối với người được truyền thiền tông ạ? À? Cái truyền thiền này nó để duy trì cái thiền tông. Thiền tông ra đời mà không có truyền thiền thì cái thiền tông nó mất. Đây là cái nghi lễ để nó duy trì cho các thế hệ, thấy không? Chứ giờ con suy nghĩ, nếu mà con mà đi thi đậu có bằng cấp mà con không làm, con có cần cái bằng cấp không? Con chỉ học được kiến thức thôi, không cần bằng cấp. Mà sở dĩ con có bằng cấp là con biết đi làm. Đi thiền tông này ra đời để gì? Cái truyền thiền này nó còn, cái chùa này dùng, chùa này có mất thì cái chùa khác nó nối tiếp. Nó có cái công thức của nó. Vì thế mà trong giáo lý nó có gọi là giáo kinh, giáo lễ, thấy không? Nó quan trọng hai cái bên nào này, rồi giáo kinh là cái gì, giáo lễ là cái gì, là phải đi một cái tôn giáo nó phải có cái tổ chức giáo kinh, giáo lễ, giáo luật và giáo lý. Nó thì nó phải vậy, nó mới đúng là một cái tổ chức tôn giáo.
mà thiếu cái này là không được, thấy không? Như thế mà tôi nói, tôi bảo giờ khi mà cái giáo lý Đạo Phật Khoa học Truyền thông Việt Nam mà nó ra đời thì nó có 12 chương thôi, chứ không có nhiều, không phải mấy chục chương như người ta nói đâu, thấy không? Mà quan nhất là cái giáo lý và cái tổ chức của nó, hai cái này quan trọng. Quan trọng thứ hai để mà duy trì thì giáo kinh, giáo lễ, đó là nó một tôn giáo, còn tất cả những cái phần sau là phần phụ thôi, thần thủ để cho người ta biết cái đạo đó vậy thôi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con từng nghe có vị tu sĩ Phật giáo nói rằng tứ diệu đế là pháp môn duy nhất của Đức Phật, tu tập theo tứ diệu đế sẽ đạt ba thành tựu như sau: một là đạt thánh quả cao nhất là A-la-hán, hai là giải quyết dứt điểm mọi nỗi khổ niềm đau, ba là chấm dứt sinh tử. Con có một số câu hỏi liên quan về vấn đề này ạ. Thưa bác, câu A, dấu hiệu nào cho biết vị này đã đắc quả A-la-hán ạ? Vị này đắc quả A-la-hán thì con phải hiểu cái bốn cấp của tứ quả thanh văn mà phải đạt được tận này. Thì thứ nhất anh muốn kiểm tra người này nè, anh muốn tịch lúc nào tịch thì người mới đúng là A-la-hán. Còn thứ hai nữa là con ngồi con tưởng, con nhớ cái này nhớ kia, hỏi cho anh thấy được cái tâm niệm tôi không? Thấy được là mới đúng được là A-la-hán. Còn không thấy được cái tâm niệm thì hoàn toàn không có thấy được, không đạt được cái quả A-la-hán. A-la-hán cái căn bản thứ nhất là tự tịch diệt, cắt được cái dòng điện. Thứ hai, anh phải đạt cái tha tâm thông, thấy biết được hình cái suy niệm, suy nghĩ của cái người xung quanh đó, gọi là A-la-hán. Nó muốn kiểm là kiểm cái này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, nếu một người tự xưng mình là đã thành A-la-hán rồi nhưng mà lại chửi mắng, khinh chê, kết bè, kết phái, thì khi mà làm như vậy thì người này có bị xem là một kẻ lừa đảo không ạ? Cái này 100%. Ta-la-hán là gì? Mình phải hiểu cái chữ La-hán là cô tịch, sống trong cái tịch lặng, nói ra thì cũng bằng cái tịch tĩnh, chửi người ta không có cái chửi, mà sống thấy nghe nói biết trong cái tịch tĩnh, còn cái miệng bị dán lại cũng cái chửi, thấy không? Có nói thì nói trong tịch tĩnh thôi, còn chửi là nói sai. Người này gọi là mạo danh A-la-hán chứ không phải A-la-hán thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm tứ đế thứ 10, Đức Phật dạy: ai tu tập mà không biết thế nào là tạng Như Lai, thế nào là Phật tánh, thế nào là tánh thường trụ không biến đổi, thế nào là chánh giải thoát, thì người đó không đúng là tu theo tứ thánh đế, không phải là đệ tử của ta. Trong phẩm Ca Diếp thứ 24, Đức Phật dạy: dù thực hành theo 37 pháp trợ đạo trong tứ diệu đế, đưa đến thành tựu là A-la-hán, nhưng thành tựu đó chưa phải là rốt ráo Niết Bàn. Còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy ở phẩm Hóa Thành Dụ: sự dụng công của thanh văn duyên giác chỉ đưa đến thành tựu là Niết Bàn Hóa Thành, không phải là Niết Bàn Bảo Sở, không thể đưa đến trí tuệ chánh đẳng chánh giác. Còn trong phẩm Thí Dụ, Đức Phật dạy: vì có người trí nhỏ nên ta dạy tứ diệu đế, kỳ thật không thể giải thoát. Thưa bác, Đức Phật đã khẳng định như vậy về tứ diệu đế trong các bộ kinh lớn, vậy tại sao vẫn có nhiều tu sĩ khăng khăng và cố tình dẫn dắt người khác hiểu sai về lời Phật dạy ạ? Cái này chuyện dễ thôi. Con tu á, mà trên cái đất này thành tựu gì, con nói cho mấy cái người mà họ nhẹ dạ, họ tin con kể lắm. Tin để làm gì? Mục đích là gì? Cúng dường chứ có gì đâu. Tất cả những người nói là vì cúng dường họ mới nói vậy. Chứ kinh nói rất rõ ràng chứ đâu phải đây. Cái bảo sở thì nó nằm ở bên Phật giới, còn cái quá thành nó nằm bên đây. Dù anh tu cái gì nó cũng là quá thành. Quá thành là cái vần có nghĩa là con đi ra đi trên con đường trời mưa, cái con làm cái nhà trọ, con chui vô con ở vậy thôi, hết mưa con đi nữa, chứ đâu phải là cái nhà thật đâu. Cái nhà gọi là ở bên Mỹ nó gọi là cái mobile house, cái mobile home, phải không? Là cái xe đang chạy trời mưa chui vô cái xe đó ngủ có vậy thôi. Nó chỉ là xe tạm bợ, cái quá thành nó cũng là cái tạm bợ nơi thế giới này. Còn muốn giải thoát phải đi ra ngoài cái quy luật này, thấy không? Tất cả người ta nói đó là vì sao? Vì muốn xung quanh cúng tiền. Để gì? Tu để kiếm tiền, chứ không phải tu để kiếm giải thoát. Người nào tu kiếm giải thoát khác, tu kiếm tiền khác. Mà bây giờ thế giới vật lý này, ai giàu thì người ta thích, ai nghèo thì không thích. Vì thế mà mấy ông thầy phải làm cái chiêu này thôi, chứ đâu có gì đâu khác.
Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, các vị đại đệ tử của Đức Phật chứng được A-la-hán, nhưng tại sao không một vị nào được xem là thành Phật và không được gọi là Phật ạ? A-la-hán sao thành Phật? A-la-hán gọi là thành thánh, thánh A-la-hán, Phật nó khác. Phật là toàn năng, toàn giác, còn thánh là gì? Cô tịch trong một cái không gian thôi. Làm sao Phật là, chứ Phật là gì? Phật là trùm khắp mọi nơi. Thánh là cô tịch một nơi mà dũng công phát thần thông và tự tịch diệt. Nó A-la-hán nó là vậy, cái quá thành nó có cái hiệu lực này đó. Nhưng mà người thế gian người ta thích cái này hơn, thích cái mà gọi là có linh thiêng quyền bí này nè, tự tịch diệt ta nói là linh thiêng. Chứ khi mà Thiền Tông nói ra đời không có gì linh thiêng hết, đó chỉ là cách biết công thức cắt cái dòng điện, giống như vô cái nhà tối, con biết cái công tắc nào cúp điện nó tối thùi, mở công tắc sáng, có vậy thôi. Chứ còn đi ra ngoài, không có biết công thức đi ra ngoài cái sáng tối này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ba câu hỏi như trên đã giải đáp cho con được về cái vị tu sĩ đã nói rằng Tứ Diệu Đế là pháp môn duy nhất của Đức Phật. Dạ thưa bác, một vị tu sĩ Phật giáo mà lại cố tình giảng sai lời Phật dạy thì người đó có xứng đáng là đệ tử của Đức Phật hay không? Và sẽ nhận nhân quả như thế nào ạ? Cái câu này trong kinh thường thường Đức Phật có nói hay sao? Ông A Nan nằm với bao nói là tôi tại sao con nằm với bao thấy người ta ăn mặc sang trọng đi trên cái trầu một còn có cái ông thầy đặng hộp với sông dơ là sao? Có nghĩa là trên thế gian này con làm phước thì con được hưởng phước, còn anh làm thầy mà anh không hiểu giải thoát mà anh chạy chỉ người ta đó thì anh sẽ lặn hộp dưới cái sông dơ đó, là cái nhân quả anh đó, nó bị chỗ đó đó. Đây là trong kinh Đức Phật nói rõ ràng chứ không phải là ai bịa đặt đâu, thấy không? Có nghĩa là đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, anh phải tuân thủ hai cái này anh tu thì mới đúng, còn anh không tuân thủ hai cái này anh tu là hoàn toàn anh đi lừa gạt người ta thôi. Để lại làm gì, lấy tiền chứ có làm gì đâu. Tu mà không có tiền không ai là không ai tu, nó thiệt con, tu mà không có tiền không ai tu đó, thấy không? Tu có cái gì mà thu tiền nhanh bằng cái ấy, con đi làm một ngày 200-300 ngàn đi, còn chỉ nói mấy tiếng thôi mấy chi mấy triệu, nào hơn nó. Thành ra cái nghề này, cái nghề tôi gọi là, hiện giờ tôi gọi là cái nghề tu chứ không phải là cái đạo tu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi cuối cùng của con ngày hôm nay là đạo Phật khoa học Thiền Tông có tác động như thế nào đối với nền khoa học trong hiện tại và trong tương lai ạ? Bây giờ trước kia đó, trước kia mà Thiền Tông nó chưa rời ra ta thì khoa học dẫn con người. Bây giờ Thiền Tông ra đời, khoa học dẫn nhà khoa học đi trước, nó có tác dụng vậy. Vì thế mà bây giờ mới mấy ngày nay thì bên cái không gian khoa học không gian của Mỹ á, nó nhìn thấy được cái rìa của tam giới luôn á. Phải không? Nó dùng diễn dòng kính thấy sức hút ra rất vô. Hồi xưa nó không hiểu mà giờ nó nghe Thiền Tông nó biết, bây giờ nó biết được cái rìa tam giới rồi, mà nó đo được cái khoảng cách luôn đó. À, nó dùng khoa học nó đo được. Nhưng ngày xưa ông Phật ông nói chứ làm sao mà biết cái đo cái khoảng cách bao nhiêu. Hồi xưa nói cái khoảng cách là từ trái đất đi về Phật giới đi một tiếng đồng hồ, một giây đi 1.200 cây số đó. À, mà đi một tiếng đồng hồ còn tính được. Rồi bây giờ không biết nó tính bằng cách gì, nó đo được cái con số rất dài, mà nó diễn tả rất đúng theo cái tam giới mà của Thiền Tông nói ra. Thì một là nó ăn cắp cái này, hai là nó bằng thực tế nó ăn cắp rồi nó tìm tòi nó ra, thấy không? Vì thế mà Thiền Tông ra đời để mà dẫn khoa học đi. Ngày xưa khoa học dẫn con người đi, bây giờ Thiền Tông dẫn khoa học đi, nó khác ở chỗ đó là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Vì bác nói về vấn đề này nên con xin phép phát sinh thêm một câu hỏi nữa. Dạ thưa bác, bác vừa nói là các nhà khoa học đã khám phá ra được cái rìa của vùng tam giới. Con được biết là tàu vũ trụ Voyager 1 là đã đi được từ trái đất để mà đã đi được là 36 năm rồi. Và cứ mỗi một ngày như vậy nó đi hơn 16 triệu km để nó đo vùng nhật dần, nghĩa là cái vùng không còn bị ảnh hưởng của ánh mặt trời nữa. Thì khi nào đến
cái vùng nào mà không còn tiếp nhận được ánh sáng mặt trời thì họ gọi là vùng nhật dần. Dạ thưa bác, cho con hỏi có phải vùng nhật dần này đi ngược trở vào đó gọi là hoàng đạo một hay không ạ? Bây giờ đó, nguyên tắc á, cái mặt trời á, nó chỉ chiếu trong cái vùng bầu hoàng đạo một thôi, còn cái vùng 2, 3, 4 nó không lấy ánh sáng bằng mặt trời mà nó lấy bằng cái kiến, giống như mình lấy ánh sáng bằng mặt trăng cho ban đêm vậy đó. Trong, bởi vì trong cái nó lấy cái trong cái sáu cái hành tinh của mình nó có sáu cái biển lớn á. Thí dụ mà cái vùng kia nó lấy cái, bởi vì bên kia đó nó lấy ngày đêm là gì, nó lấy bằng cái mặt đất nó thuộc về đêm mà cái mặt biển nó thuộc về ngày. Mặt biển là gì, nó có cái phản chiếu của nước á, thì cái các vùng vùng 2, vùng 3, vùng 4 nó lấy bằng ánh sáng của nước của cái trái đất này nè. À, để làm sự sống cho cái vùng 2, vùng 3 và vùng 4 đó, dừng là cái chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ như vậy rõ ràng là khoa học hiện nay vẫn chưa ra khỏi được vùng hoàng đạo 1. Dạ con xin cảm ơn bác Nhân rất nhiều ạ.